Hello, bạn con si. Bạn con si hôm nay tôi rồi đang học à? Các bạn ơi, theo như kiểu là đến hẹn lại nên đấy thì hôm nay bạn con si sẽ đến ngày đi làm răng rồi. Hôm trước cái bạn ấy làm răng mà bị cái răng cái dây sắt nó thừa nó đâm cho bạn con si lật mạch luôn. Đấy. Và bạn con si hôm vừa rồi ấy, thì lại đang nhai, tuy nhiên cái niềm răng rút ra ngoài. Đi mà rụng ra hả? Ủa nó rơi xuống đường à? Nó rơi xuống đường luôn à? Thế nó rơi ra mồm á? Thế á? Đưa 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 các bạn xem cái niềng răng của bạn Goshi bị rơi ra. Đây, các bạn nhìn là đấy, cái niềng răng ôi bấn thế rồi bấn. Đây, các bạn nhìn này, cái đây là cái bộ này, bộ niềng răng của bạn Goshi rồi đấy. Cái, ôi, có cái gì trắng ở trong ấy? Bựa cơm à? Cái gì? Cái sạn á? Cái gì? À? Sạn á? Sạn là cái gì nhỉ? Ôi dồi ôi. Ơ gì? À? Đi cơm mắt vào thử. Cơm mắt à? Đây là còn ít đi. Nhưng mà nó rơi ra sao? Sao mà con si không rửa sạch nó đi, cứ để thế? Đi nó. Nhưng mà nó thối ra là sao? Đây, để cho các bạn xem cái. Ủi nãy bấn này, tẹo cho mồm mà. Thôi rửa gì mang cho bạn xem cái. Bạn con xì thấy nói đến năm tuổi cứ vứt lung tung này. Nói cái là bạn con xì đi rửa luôn. Lại rơi xuống đất. Đừng nó bẩn con. Thế này, ui vứt bẩn, vứt luôn bẩn luôn. Đây, còn rửa dù gì đây. Vứt đây, vứt trắng này. Chỗ này bây giờ chỗ mắc nhiều này. Nhìn chưa. Đây. Đây này, chỗ này mắc nhiều này, nhìn chưa. Ôi, rửa đi rồi vứt. Lấy cái bàn chải vào đánh. Bàn chải nào của con ấy, răng của con mà. Xong chưa? Rồi lần này là lần thứ ba rửa không biết sạch không, lần để đấy kiểm tra lại nào, lại ném rồi. Đây các bạn nhìn thấy rõ chưa, hay để đây cho các bạn nhìn. Ui rồi vẫn không sạch thế này. Hả? Cậy thử mà à, hay đến đây keo chắc keo sao keo đấy là keo chứ không phải bựa cơm. Cứ tưởng bựa cơm cơ mà con gì nhẹ ra cho các bạn xem cái. Ôi sao cái sắt này chui ra đây con, đúng rồi nào. Ôi dồi ôi, bùng cái rách rồi. Ăn răng ra cho các bạn xem nào. Nghe răng ra. Đấy, này tuột cả cái sắt này ra rồi, kéo ra rồi này. Ui dồi ôi, thôi, kéo nó ra đi. Đây. Ôi dồi, thế này làm gì có tác dụng gì. Kéo răng. Ôi dồi ôi, bây giờ còn nghe ra. Nó tuột ra rồi. Nó tuột ra rồi, có tí là một tí ở chỗ này mắc một tí thôi. Ôi dồi ôi. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đưa bạn Goshi đi ra đấy để bác sĩ mắc lại cái niềng răng cũng như là kéo răng vào nhé. Rồi bây giờ thì anh sẽ đưa bạn Goshi đấy, bạn Goshi ăn đi, ăn thoải mái đi, không thể làm răng đau khoan được. Bây giờ anh sẽ đưa bạn Goshi đi ra ngoài chỗ cửa hiệu làm răng để cô đấy lại mắc cái mắc cải vào cho nhá. Đi chưa, đi xe đạp đi, bạn Goshi đi xe đi. Ok, cầm điện thoại đi làm gì, con để đấy nó rơi mất đấy. Điền đấy. Ok các bạn ơi, đến nơi rồi này. Nhưng mà con gì thì đang đi xe đạp, đang tiến dần đến đây. Dừng xe vào đây. Dừng xe vào chỗ này. Dừng xe vào, dừng xong vào trong đúng không? Ok, dừng vào trong này, phía trong, dừng phía trong. May quá, hôm nay ít người. Vào 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 vào. Mày quạt gì nhanh. Nuôi vào trong kia. Cho sát vào trong kia. Cho xe vào tận trong đấy, đúng rồi, ngươi. Để cho người ta đi lại, ngươi vào. Ok, đi vào đi. Không biết mở cửa không? Ui, đẩy vào mà, kéo vào mà. Ok. Vào. Cỏ bơ ngỡ à? Em ơi. Hay răng của thằng quân xin anh nó bị tung ra này. Tuột ra. Để đây nhá. Ê, bạn con si ngồi đấy đi. Ngồi đấy. Ngồi đấy. Ngồi đấy đi. Rồi bạn con si ngồi đấy. Bây giờ cho đánh nhiệm tử thoải mái một tí nữa là lên hết luôn. Ok, vậy là đến xong rồi. Ai là người lên trước đây? Con si lên trước đây là Hải Linh. Bạn con si lên trước đây. Ai ui. Sao? Có ai con lên trước đi. Con si lên trước. Ôi, Hải Linh. Hà Ninh là người lên thớt trước.
Nghe thật đấy. Không làm con dọi cái đấy vào đúng mồm nên nó chán. Mồm sắp quắc à. Có phải hôm nay nó rộng hơn không? Dạ, yeah. Hôm trước hai cái răng cửa nó dính vào nhau, bây giờ nó xít ra mở ra rồi. Làm đi. Hà Ninh hôm nay răng nó bẩn quá nên là cô ấy không làm cho. Ok, con nắm yên không rơi rồi. Cho thứ năm đi, 3 ngày nữa là thứ năm rồi, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Thứ 5 tuần này, úi dồi ôi, đã xong rồi. Không có thừa sắt đâu mà. Con thử xem là mồm có khó chịu không nhá. Nếu khó chịu nói luôn để chị à, thế thế nào? Để đấy. Có thấy thừa sắt ở trong mồm không? Hả? À, không, đi ra thì bố kịp nè. Nè, tháo mồm ra. À, hắn nhe răng ra mới nhìn thấy. Hắn nhe ra. Sao hắn lại nhe ra? Nào, đánh như thế nhé. Rồi nha, bây giờ cái sắt nó ấy vào như này, con đừng lấy tay, con cậy đây cậy xuống nha chưa. Nó tuột ra đấy, ôi sao nóng nhỉ. Nóng đấy. Tháo mồm ra, nó nhìn được chặn trong. Hả? Không nhìn gì cả. Tháo tô. Rồi. Ngửa mắt đi. Sắt lại leo đây rồi. Thôi cậy đi về thấy cái gì đấy. Con thử xem nếu mà thấy có gì gọi là hơi khác không. Thấy sắt thử không? Lấy cái răng đá xem. Cái sắt hai bên có thử không? Rồi lại sưng mặt lên đấy. Nào, thế nào? Ủa đâu? Nhanh nha. Cái gì đây? Cái gì dính đây? Ê, các bạn ơi, vậy là bạn con Si đã nằm răng xong rồi. Bây giờ thì bạn con Si sẽ ra về nha. Đi nhanh. Ơi. À. Kìa, cẩn thận, xe máy. Đi cậu đi đây. Ơ, đi đâu ấy? Đi đâu đấy? Buồn.